Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ nhận thêm một công việc mới từ sở cảnh sát nữa ha. Thì công việc của mình lần này đó chính là mình sẽ làm thám tử nha các bạn. Mình thì vừa nhận được một báo cáo, có một vụ án mạng hiện đang xảy ra ngay chỗ xưởng gỗ. Bây giờ mình sẽ đi đến đó để hỗ trợ mọi người nha. À mình quên các bạn, để mình bật đèn ưu tiên lên đó. Ủa? Sao tự nhiên quên mất tiêu rồi ta? What the hell? Chờ mình chút đã các bạn ơi. Tự nhiên bây giờ mình quên cách bật đèn rồi. Trời ơi, làm cảnh sát biết bao nhiêu lần luôn á. Mà bây giờ lại quên cái vụ bật đèn nữa. Khó chịu thiệt. Thôi các bạn, khó quá bổ à nha. Bây giờ mình sẽ đi đến đó luôn các bạn ơi. Đứng ở đây mở đèn một chút nữa là mọi người ở đó về hết luôn á. Rồi, xong viên chưa? Trời các bạn ơi, là một đống rồi. Có sao không anh trai, có sao không anh trai? Lỡ thôi mà, không sao đâu. Anh trai có cần gọi cứu thương không? Ô, cái gì vậy? À, móc súng kìa các bạn, móc súng kìa. Nào 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 nào. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đùa với mình hả? Mình lỡ đụng thôi, mình xin lỗi mà. Mình còn đang định gọi cấp cứu nữa các bạn. Vậy mà móc súng ra bắn mình. Này thì bắn mình nha. Về đồn nha, về đồn nha. Dám móc súng ra hù dọa cảnh sát các bạn. Rồi. Về đồn nè. Khỏi lục soát luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy đến hiện trường nha. Trễ lắm rồi, bây giờ trời cũng đã chiều tối rồi các bạn. Ôi, ở đâu có xe cảnh sát ở đó vậy ta? Vãi chưa? Tự nhiên mình gọi xe cảnh sát các bạn, nó xuất hiện ở đâu trên đỉnh núi á. Đường đến xưởng gỗ là đường này đúng không ta? Mình đi khá là nhiều luôn các bạn, mình đi muốn mòn đường luôn á. Vậy mà bây giờ mình vẫn quên đường đi đến xưởng gỗ nữa chứ. Chán thiệt luôn. Rồi. Để mình thử luôn nha các bạn. Cay quá tơi. Mình nhớ là cái bản mod này mình đã bật lại chế độ đèn cho nó rồi mà. Cay ghê luôn các bạn. Phím số 1. Úi da. Rồi luôn rồi luôn. Hồi nãy cũng như vậy đó các bạn, mà đụng người ta đó. Mình quên chỉnh đèn mà mình cứ đụng người ta không à. Cay ghê tơi. E. Phím số 1. Khó chịu quá các bạn ơi. Thôi bây giờ mình bỏ nha. Dừng lại bật đèn nó tốn thời gian lắm. Mình đi đến hiện trường luôn đi. Trời bây giờ nó cũng khá là nhá nhem rồi. Tối luôn rồi các bạn. Đó, xưởng gỗ ở phía bên tay phải của mình nha. Rồi, quanh xuống đường này, quanh xuống đường này. Để một chút nữa mình sẽ mượn thử xe của cảnh sát các bạn. Mình sẽ thử bật đèn coi. Không biết lý do vì sao mà con xe của mình cái đèn nó bật lên không được nè. Chán ghê luôn á. Bật đèn lên trong nó sẽ đẹp hơn các bạn. Thôi các bạn ơi, mình đã đến hiện trường vụ án rồi. Nào, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Không khéo là lộn xuống núi bây giờ nè. Đây các bạn, hiện trường vụ án đây. À các bạn, mình nhìn xuống bản đồ minimap mình thấy có một cái chấm xanh kìa. Bây giờ mình sẽ đi đến đó để nói chuyện với mọi người nha. Rồi, chỗ này có cả hai xe cảnh sát luôn các bạn. Mọi người tập trung khá là đông luôn. 1, 2, 3, 4, 5 người. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nói chuyện với lại anh trai này nha các bạn. Hello anh trai, hello anh trai. Hello ngài thám tử. Thật tốt khi ngài đã đến đây. Đó. Làm ơn hãy nói chuyện với người cộng sự của tôi đang đứng gần ngay chỗ hiện trường ha. Tôi sẽ quan sát những cái đối tượng ở đây để họ tiếp tục ở đây đến khi mà mình hoàn thành cái công việc này nha các bạn. Hoàn thành cái công việc điều tra ha. Mình thì tiếng Anh mình dở nha các bạn. Nên những đoạn nào mình đọc đúng thì thôi ha. Còn những đoạn nào mình đọc sai á thì mong các bạn thông cảm nha. Tiếng Anh mình dở lắm các bạn ơi. Rồi, bà chị đã đang giơ tay cho mình nha các bạn. Mình là sếp trên nha, mặc đồ phải nói đúng ngầu luôn các bạn ơi. Rồi, hello bà chị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà chị này tên là James nha các bạn. Rồi, ngài thám tử. Cái tử thi là nằm ở phía sau lưng của bà chị này ha. Để bà đưa cho mình thêm một chút thông tin để mình bắt đầu cái cuộc điều tra này nha. Rồi, thông tin gì? Ui, bây giờ phải hỏi tên là từ đầu hả? Chị là ai? Bà tên là James Hell các bạn, đến từ là LSD. Và người đứng ở ngoài kia là người công sự tên là Tim Roth hả? Thanh niên hồi nãy mình nói chuyện đó các bạn. Rồi tiếp tục đi bà chị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi có một cái mã 1054. Khi mà chúng tôi đến nơi thì chúng tôi đã thấy một cái xác chết ha. Một cái dead body của bạn xác chết và những cái đối tượng ở đây. Bà chị này bà nói là bà đã đi vòng vòng ở đây. Bà quan sát trong khi là đồng nghiệp của bà thì đang để mắt đến những người nghi phạm ở đây ha. Chúng tôi chờ. Trời cái gì mà nó nhanh dữ vậy ta? Mình dịch chưa xong nữa các bạn. Đã dịch yếu rồi. Hiện lại từ từ đi.
Để mình dịch cho các bạn nghe. Cái gì mà nhanh dữ vậy? Rồi để mình nói chuyện lại nha các bạn. Ok, chúng tôi đang chờ sự cái gì đó của mình đó các bạn, để bắt đầu cuộc điều tra chính ha. Rồi, nói cho tôi thông tin về nạn nhân đi. Phím số 3. Chúng tôi có một chút thông tin dựa trên bản báo cáo bằng lái xe mà chúng tôi tìm được ở xung quanh cái xác ha, body các bạn. Tiếp theo, thanh niên này tên là Tyler James. Anh ấy là một luật sư sống tại Vinewood Hill. Anh ấy không có gia đình. Tiếp theo, anh ấy hình như là đã chết cái đây tầm khoảng là 3 tiếng dựa trên những tình trạng của cái tử thi. Rồi, mình thông tin ít quá các bạn ơi, điều tra của đây hơi khó nè. Hãy nói cho tôi biết những thông tin về những đối tượng ở đây. Rồi, số 4 các bạn. Chúng tôi có đến 3 đối tượng, một nữ và hai người nam. Tiếp tục đi bà chị. Đầu tiên là Laura Thompson, cũng sống tại Baywood Hill. Cô ấy là người đầu tiên đã gọi chúng tôi đến. Sau đó là Frank Ramirez. Anh ấy làm việc tại đây, ngay chỗ Bellatro Forest Sawmill. Sawmill là cái xưởng gỗ này các bạn. À, có một đối tượng làm việc tại đây. Cuối cùng là Bill, chỉ Bill thôi. Anh ấy hình như là có lòng vị tha đó các bạn. Và anh ấy đến từ một cái khu cắm trại tại đây, gần ở đây. Vãi chưa, cái gì mà lằng nhằng rắc rối vậy. Rồi, số 4 rồi các bạn, bây giờ số 5 nha. Mình không còn câu hỏi nữa hết. Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đoán là bạn sẽ bắt đầu vào cuộc điều tra này. Và cái hiện trường ở đây, hãy nói cho chúng tôi biết khi mà mình phát hiện được cái gì đó các bạn. Rồi, please talk me to again. Sau khi mình tìm được một vài chứng cứ, bây giờ mình sẽ đi quan sát một vòng nha các bạn. Khi mà mình tìm được cái gì đó thì mình sẽ quay trở lại đây và nói chuyện với bà chị này nha. Rồi, cái đèn pin. Ui, thanh niên này luật sư mặc đồ ngầu gì vậy các bạn? Để mình xem thử nha. Cái vàng là cái gì đây? Rồi, anh ấy đã chết từ một cái vết thương phía sau đầu của anh ấy ha. Ok, còn cái này là gì đây? Dấu dò các bạn. Có những cái dấu chân của nạn nhân và của hung thủ nữa. Có lẽ là nạn nhân và hung thủ đã quen biết nhau từ trước. Ok, dễ mà. Rồi tiếp theo là cái này. Ê, phía dưới đó có một cái vòng vàng các bạn. Vòng vàng gì đây? Máu. Đây là máu của anh ấy. Anh ấy đã bị đẩy từ phía sau. Wow, đang nói chuyện mà đẩy từ phía sau, sao hay dữ vậy ta. Thanh niên này đúng mắt cảnh giác luôn á. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Mình nhìn thấy một cái mùng cưa nha các bạn. Những cái mà khi mình cưa gỗ á, nó rớt ra đó. Và mình nghĩ là những thứ này không có giúp ích được gì mình hết. Bỏ qua luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại nói chuyện với bà chị này nha. Rồi, tiếp tục nói chuyện với Gem. Không được rồi các bạn ơi. Mình phải thu thập đủ chứng cứ rồi mình mới quay trở lại nói chuyện với bà chị đó được nha. Mà bà chị đó xinh quá các bạn. Cấp dưới của mình đó các bạn ơi, cấp dưới của mình đó. Rồi, cái này là gì đây? Vả cho thanh niên những gì vậy? À, một cái vỡ vụn các bạn. Ở đây có thể là cái điện thoại của nạn nhân. Hình như là có ai đó đã đập vỡ cái điện thoại này ha. Một trong những hung thủ đã đập vỡ cái điện thoại đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại nói chuyện với bà chị Gem. Rớt của mình nè các bạn ơi. Bà chị Gem là rớt của mình nha. Tóc ngắn nè các bạn, màu vàng nè. Tươi 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 tươi. Rồi, nói chuyện với bà chị Gem. Rồi, mình đã hoàn thành thu thập chứng cứ ở cái khu vực này rồi ha. Rồi, tôi đã hiểu rồi. Tôi đoán là bây giờ bạn sẽ thu thập thêm thông tin từ những cái đối tượng ở đây. Và hãy nói cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ điều gì để mà bà trợ giúp anh các bạn. Kiểu như là nếu như mình cần giúp cái gì á thì bà sẽ giúp mình nha. Nhiều lúc mình dịch nó hơi bị sai sai chút xíu các bạn, nhưng mà nội dung vẫn đầy đủ ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói chuyện với lại là Laura nha. Rồi, bạn tên gì? Laura Thompson, 35 tuổi, độc thân nha các bạn ơi. Tôi chắc là bạn đã nghe những thông tin về tôi. Ok, hoặc là không. Chà, tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Và những cái gì đó các bạn. Rồi, đúng rồi. Tôi là người duy nhất, tên là Laura Thompson. Và tôi là một người làm nghệ thuật đó các bạn. Bà chị làm nghệ thuật nè. Tiếp theo, chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên là mình hỏi thông tin ha. Thứ hai, chuyện gì xảy ra? Rồi, tôi biết mà. Ở trong thành phố nó quá nhiều cái stress đi. Tôi đến đây để relax ha. Để mà qua ngày hôm sau tôi chuẩn bị thêm một chút ý tưởng để thực hiện cho công việc vào ngày hôm sau. Trong khi tôi đang tẩy bộ thì trong cái khu rừng này tôi nhìn thấy một thanh niên đang nằm trên cái mặt đất. Rồi tiếp tục đi. Tôi đã cố giúp anh ấy nhưng mà vẫn không được gì. Sau đó tôi đã gọi 911 và nhờ sự trợ giúp. Rồi ok. Vậy thôi hả?
Rồi, bạn biết gì về thanh niên James Taylor? Số 3. Tôi biết James chứ. Trước đây là bà chị này với thanh niên này là có một vụ kiện với nhau trước rồi các bạn. Khi mà bà chị này á, bà đang cài đặt cái gì đó. Nhìn vào cái bộ vest bắt tiền. Rồi, bà nói là đôi khi là sẽ có một số việc xảy ra rất là trễ. Karma như là cái nghiệp đó các bạn. Cái nghiệp á. Anh ấy là một tên khốn, nhưng mà cái sự việc này xảy ra quá sớm. Rồi, vậy là bà chị này với thanh niên này có biết nhau rồi các bạn, biết nhau từ trước rồi. Và đã có một vụ kiện tụng với nhau ha. Tiếp theo, bạn biết gì về cái điện thoại đã bị vỡ? Ok. À, tôi đoán là khi tôi đến đây. À, khi mà tôi làm sự việc này á, thì cái ý tưởng nó rất là hay khi mà đập vỡ cái điện thoại. Ý bà là kiểu như là mình hỏi bà là bà có biết về cái điện thoại không? Bà nói là đó là một ý tưởng hay để dành cho những nghi phạm đó các bạn. Giết người xong bịt đầu mối đập điện thoại đó. Đó, cái nội dung nó quanh quanh như vậy thôi các bạn ơi. Chứ dịch sát nghĩa quá thì mình thua thôi các bạn. Rồi, để mình xem. Hết rồi các bạn ơi, hết rồi. Mình dịch sát nghĩa mình dịch không được đâu các bạn. Cái nội dung nó tổng quát vậy thôi. Chung chung thôi các bạn. Rồi, tiếp theo là ông chú này tên là Phan. Oh, hello Phan. Bạn tên gì vậy? My name is Phan Rami. Tôi sống ở khu vực Belotro Bay và làm việc tại cái xưởng gỗ này. Rồi, ok. Thông tin đầy đủ. Vậy các bạn, đèn chỗ này sáng quá. Tiếp tục. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang làm việc thì tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ la hét lên. Khi tôi chạy đến thì tôi thấy người phụ nữ đó đang cố giúp cái nạn nhân. Nhưng mà khi mà tôi đến đó, thì mọi việc nó đã quá trễ rồi. Ok. Bạn có biết về Mr. James Talo hay là không? Có biết không vậy? Có các bạn thanh niên này biết luôn. Anh ấy là một luật sư. Hồi đó anh ấy có lén lút đến đây để mà đi vòng vòng ở đây á, anh ấy chụp một số bức ảnh. Anh ấy đang cố tìm một số chứng cứ của chúng tôi. Một trong những khách hàng của anh ấy muốn cái xưởng gỗ này bị đóng cửa. Wow, luật sư này hổ báo vậy. Chúng tôi đã nói với anh ấy là hãy, nhưng mà anh ấy không nghe. Chúng tôi kêu anh ấy là hãy tránh xa cái khu vực này ra. Nhưng mà anh ấy vẫn cố đi đến cái điểm này, đi đến địa điểm này. Hình như là những vị khách hàng của thằng luật sư đó các bạn đang muốn xây một cái gì tại đây nè. Rồi, quá là dài đi các bạn ơi. Hãy nói cho tôi biết về cái điện thoại bị hư. Wow. Thế nghĩa là ít nhất là anh ấy không còn thể chụp được bất cứ bức ảnh nào tại đây nữa. Trả lời nghe ngắn gọn vậy. Ít nhất anh ấy không thể chụp thêm hình được nữa. Rồi, thanh niên này. Trời, mặc đồ gì kỳ vậy? Trời ơi, cái quần hoa các bạn ơi. Rồi, để nói chuyện với Bill. Hello Bill. Bạn là gì Bill? Holly. Tôi tên là Bill. Mẹ của tôi hay gọi tôi là Bill. Tôi chỉ biết như vậy là Bill thôi các bạn. Ôi vãi chứ, thanh niên này nói chuyện gì mà nó sang sảng vậy ta? Chỉ là tên Bill thôi các bạn. Hết rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết. Tôi đang đi săn một số con thỏ. Khi mà tôi nghe một cái tiếng hét từ địa ngục. Tôi lật đật chạy đến đây như một con quạ. Giờ tôi đã đáp xuống đây này. Ôi vãi chứ, bay đến một con quạ à. Tôi đã nhìn thấy mọi người đang cố giúp. Nhưng mà anh ấy đã rất tức giận. Anh ấy đá cái xô. À, vậy là thanh niên này đã nhìn thấy ông fan này. Ông fan này tới giúp. Nhưng mà bực quá các bạn. Tới trễ mà. Hồi nãy ông nói là ông tới too late đó. Ông tới trễ. Nên ông đạp cái xô. Rồi. Hình như hết rồi các bạn. Vậy là vụ án này mình biết được hai người có quen biết đến thanh niên luật sư kia. Mình quên chứ, để mình kiểm tra người đã các bạn ơi. Rồi. Kiểm tra người luôn, kiểm tra người luôn. Biết đâu trên người có một số chứng cứ gì đó các bạn. Và nó có thể giúp được mình ha. Nào, lục soát người. Gì đây, gì đây. Ồ, ống kim tiêm, một túi cần sa khô và một bằng lái xe. Đúng rồi, bằng lái xe hồi nãy mình nghe à. James Taylor, sinh năm 1953. Rồi các bạn ơi, ở đây thì có bà chị này, trước đây đã từng kiện tụng với lại là thanh niên Taylor ha. Còn bên đây là thanh niên làm việc ở xưởng gỗ, cũng đã có lần quen biết với thanh niên luật sư kia. Thanh niên luật sư kia cứ cố vào đây để chụp hình các bạn, tìm một số chứng cứ để mà nó ngăn cái xưởng gỗ này hoạt động, giúp khách hàng của thanh niên kia mở một cái công trình gì lớn ở đây nè. Rồi, thanh niên này cố chạy đến hả? Nhưng mà bà chị này có mặt đầu tiên các bạn. Bây giờ mới sử dụng cái IQ nè các bạn ơi. Bà chị này chạy đến đầu tiên. Còn anh trai này thì chạy đến sau. Nhưng mà anh trai này các bạn có một chứng cứ ngoại phạm cho anh trai này. Đó chính là khi anh trai này chạy đến nè. Bay đến như một con quạ và đáp xuống đây. Và anh trai này đã thấy anh trai này chạy đến cứu. Nhưng mà anh trai này bực tức quá các bạn, cứu không có được á. Rồi anh trai này mới đá vô cái xô, có nghĩa là anh trai này là có mặt là thứ hai và anh trai này có mặt sau cùng. Rồi, anh trai này có chứng cứ ngoại phạm các bạn.
Anh trai này đã nhìn thấy anh trai này chạy đến. Chỉ có bà chị này thôi. Bà chị là người đầu tiên phát hiện ra cái xác và cũng là người đầu tiên gọi cho cảnh sát. Nhiều lúc giống như là ở cứu gọi cho cảnh sát các bạn để đánh lạc hướng đó. Nguy hiểm dữ vậy ta. Để mình nói chuyện lại với chị Zen coi. Hello Zen. Tôi đã kết thúc cái cuộc mà điều tra lấy một chút thông tin. Rồi. Về chiếc điện thoại bị vỡ. Rồi. Khi chúng tôi đến đây và chúng tôi lục soát trong cái túi của nạn nhân, chúng tôi đã không thấy cái điện thoại trên người của anh ấy. Rồi, tôi đoán là đây chính là câu trả lời. Có thể là hung thủ đã thủ tiêu nó trước để tránh xa cái hiện trường ra. Nội dung chung thôi các bạn. Rồi, bạn đã hoàn thành xong cái cuộc thẩm vấn chưa? Chưa đâu bà chị ơi, em còn muốn nói chuyện với bà chị nữa. Có đến 3 câu trả lời mà các bạn, 3 câu hỏi mà. Rồi, vấn đề về cái dấu dài. Bạn đã tìm thấy cái dấu dài gần ở cái xác chết. Bạn nghĩ đó là cuộc nói chuyện giữa hung thủ và người nói chuyện à? Nó cũng như vậy thôi các bạn ơi. Rồi. Order by static conversation display. Ok. Nhiều lúc nó dài quá các bạn, nghĩ nó cứ lộn xộn mà. Bạn còn thông tin nó không? Còn chứ. Hỏi nữa các bạn. Về cái vấn đề camera. Rồi. Camera ở đây thì nằm trong khu vực này rất ít camera các bạn feel. Nhưng mà có một điều đáng buồn là những cái camera này bị một cái góc mù nên là không có thêm cái hình ảnh nào nữa các bạn. Vậy là cũng có camera, mình có thể trích xuất camera được, nhưng mà camera đó có một cái điểm mù. Còn về vấn đề mà đôi dài nãy đó các bạn, thì nó chỉ liên quan cái vụ là hung thủ với lại nạn nhân có quen biết nhau trước thôi, đã nói chuyện với nhau ở đây nè các bạn. Xong rồi số thanh niên này đập đầu vào đây, tử vong tại chỗ luôn. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ thử hỏi bà chị này ha. Mình quên các bạn hỏi gì nữa. Bây giờ mình bắt bà luôn nha. Rồi, quên chứ các bạn. Còn một dòng nữa. mình quên. Rồi. Chưa đâu bà chị, cho em nói chuyện với chị lần nữa đi. Rồi, tôi đã hoàn thành cuộc điều tra. Hung thủ chính là... Ơ? Ai đây? Đầu tiên là Bill. Thanh niên mặc cái quần slip ở không đó các bạn. Thứ hai là Phan Ramirez. Và thứ ba là Lama Thompson. Mình nghĩ ở đây có thể là Lama Thompson đó các bạn. Nên mình sẽ bắt bà Lama Thompson lại nha. Cái này về đến trụ sở cảnh sát còn điều tra nữa các bạn. Mình quên. Mình phải chọn đáp án các bạn ơi. Mình phải chọn đáp án. Rồi. Nè, số 1. Đáp án của mình chính là ABC 123. Lara Thompson. Tôi chắc chắn đây là câu trả lời cuối cùng của tôi. Lara, người chạy bộ. Rồi. Hello bà chị. Phiền bà chị vào đồn cảnh sát uống trà và nói chuyện chút xíu nha. Bắt lại các bạn. Rồi. Mình phải gọi thêm xe vận chuyển cho cái đối tượng này. Và sau đó mình sẽ quay trở lại nói chuyện với lại Gem nha các bạn. Công nhận nhiệm vụ này đúng dài luôn các bạn ơi. Rồi. Xe vận chuyển đến chưa? Ok. Rồi. Nói chuyện với Gem lại. Cảm ơn anh thám tử. Nhờ có anh mà chúng tôi đã xử lý được cái vụ việc này. Rất vui nếu một ngày nào đó chúng ta có thể làm việc chung với nhau. Rồi bây giờ anh cứ trở về công việc chính của anh. Chúng tôi sẽ làm sạch cái hiện trường này. Tạm biệt anh thám tử. Đúng rồi bà chị, cho em số điện thoại đi. Sau này chúng ta có thể gặp nhau và làm việc chung với nhau nữa. Đúng không? Cho em xin số điện thoại đi nha. Cái này mình nhớ trong lúc play đó các bạn. Đứng gần là có thể lấy được thông tin điện thoại rồi các bạn. Nhưng mà cái này là mình chỉ chơi single layer thôi. Rồi đúng rồi. Rồi. Cảm ơn anh trai đã hợp tác nha. Cảm ơn ông chú đã hợp tác. À các bạn, mà ông chú này mình cũng có thể ông là hung thủ nữa. Nên thôi, mình thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót nha. Rồi. Ôi, chạy rồi. Ôi, súng điện. Đứng yên đó. Ôi các bạn ơi. Vậy là hung thủ có thể là ông này nữa các bạn. Hai người luôn. Rồi, đứng yên nha. Không được chạy, có cả súng nữa chứ các bạn. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy, còn đánh mình nữa hả? Anh trai này, sao không có trợ giúp mình đi, còn đứng đó chửi nữa, chửi gì mà chửi anh trai. Ông này ông lì là cái gì vậy các bạn, ông đánh mình liên tục à. Còn anh trai nữa. Rồi, đi đi anh trai ơi. Mình chủ yếu là mình xử lý anh trai thôi các bạn ơi. Rồi bỏ chạy rồi. Đó. Này thì dám cầm súng bắn mình hả? Đứng yên đó. Ôi các bạn ơi. Mình cứ đứng yên mà không chịu đứng yên. Cứ đánh mình hoài à.
Đứng yên nha, đứng yên nha. Không thì mình đấm đó. Đang ngửa tay này các bạn. Thích đánh nhau đúng không? Ui, rớt cái nón của mình rồi. Thích đánh nhau đúng không? Trời ơi, rớt cái nón cái mắt kính của mình rồi. Nào 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 nào. Dứt. Ui da. Dứt nè. Dứt nè. Rồi. Mình đấm cho ngắt rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gọi cứu thương đến. Ủa? Sao không gọi cứu thương được ta? Rồi các bạn, mình gọi cái đội đi. Rồi. Về sau khi chăm sóc sức khỏe xong cho thanh niên này thì mình sẽ tiếp tục lấy lời khai rồi nha. Ở đây có thêm một cái nạn nhân nữa các bạn. Mình sẽ gọi đội theo dõi hiện trường đến. Rồi. Nhiệm vụ ngày hôm nay phải nói đúng dài luôn các bạn. Một trong những nhiệm vụ dài nhất mà mình từng làm ha. Tại vì mình muốn đi điều tra từng cái thôi các bạn. Kiếm chứng cứ rồi sau đó dịch cho các bạn nghe. Như vậy nó hay hơn các bạn ơi. Bây giờ mình chạy đến cái điểm vàng kia nữa hả? Rồi rồi rồi, ok các bạn. Ờ, đằng kia mình thấy có hai chấm xanh kìa. À, hai đội thu dọn hiện trường các bạn ơi. Bây giờ mình chạy đến cái điểm màu vàng đi. Ok, đến cái đoạn này thì mình sẽ chỉnh xong lại sáng nha các bạn, cho các bạn dễ quan sát. Đó, đó. Ngon lành chưa các bạn, là nhiệm vụ ngon lành chưa? À, mình thấy rồi các bạn ơi. Lý do mình không bật được đèn á, nó có đẩy kìa. Ờ, LSK. Mình đã bị lóc rồi các bạn, mình đã bị lóc trong khi hoạt động rồi. Ủa, mình có đụng chạm gì đâu mà tại sao khóa? Có cái tiếng còi đó nó mới hay chứ. Tự nhiên bị khóa tiếng còi rồi các bạn ơi, không biết lý do vì sao luôn á. Buồn ghê luôn, nó cảnh báo mà các bạn, warning kìa. Rồi bây giờ mình chạy đến cái điểm vàng này hả? Đậu xe bên trong cái điểm checkpoint. Rồi sao nữa? À, như vậy là xong rồi các bạn ơi. Nhiệm vụ xong rồi. Ôi, một ngày sau khi mình là làm một cái cuộc đi điều tra ha. Ok, tất cả mọi người đã nghe thông tin về hung thủ ở vịnh Bellator Bay, xưởng cưa ở một thám tử đó các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi có một chút thông tin sau mày mà chúng tôi bắt nhanh và gọn như các bạn. Rồi chết là cái gì vậy ta? Rồi hết chưa? À, bạn hỏi đó lý do vì sao nhanh, bởi vì vị thám tử của chúng tôi ôi không để mình bắt nhầm người. Đồ sắp chết on few foot. Ôi cái gì vậy? Rồi các bạn ơi, thám tử của mỹ quá. Bắt nhầm người rồi các bạn. À, thật sự là có thể là cái ông kia ha, ông kia cầm súng đó các bạn ơi. Nhưng mà mình chẳng bắt ông kia về đồn mà. Có cái gì đó sai sai đây các bạn. Mình bắt hai người luôn. Nếu như mà về điều tra bà chị đó mà không có phạm tội á, thì thả bà chị đó đi. Có gì đâu, mình bắt đúng hai người rồi mà. Ui, mấy cái báo lá cải này chán ghê luôn các bạn. Kiểu như là thấy mình làm giỏi quá đó. Tìm cái này tìm cái kia, moi móc trách mình các bạn. Mà trong khi vụ án này mình xử lý phải nói khá là ok luôn. Không có thiệt mạng là không có bất cứ điều gì xảy ra không các bạn. Ổn định ghê luôn á. Rồi, ông chú ơi, bán cho anh chút trái cây coi ông chú. Ông chú ơi, ông chú, bán cho anh chút trái cây coi. Ủa, sao mà nói chuyện nhau không được ta? Ôi, 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 không được rồi các bạn ơi. Ôi, có một cái nhiệm vụ các bạn, để mình nhận luôn nha. Code 3 các bạn ơi. Vụ gì đây, vụ gì đây? Mình thấy có một cái chấm đỏ kìa. Ôi, căng rồi nha, căng rồi nha. Buồn ghê luôn các bạn ơi. Cái hệ thống mà đèn ưu tiên nó bị khóa rồi các bạn, nó bị lóc rồi. Mình không biết lý do vì sao luôn á. Mình đâu có cài đặt cái gì đâu ta. Mình làm nhiệm vụ mình mặc cái hú lên nó mới hay các bạn ơi. Mình không có làm gì luôn á mà nó lại khóa. Buồn thật sự luôn các bạn. Rồi để mình chạy đây mình xem là chuyện gì này xảy ra nha. Ờ, có một cái chấm đỏ. Rồi 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 rồi. Móc sẵn súng điện các bạn ơi, móc sẵn súng điện. Mình thấy cái gì đâu. Ôi, anh trai này làm cái gì vậy? Sao đứng cái tướng nhìn nản vậy? Ồ, oh, hello. Chuyện gì vậy? À, nó kêu mình nhấn phím ngọc để mình nói chuyện với người này hả? À, số 1 các bạn. Rồi. Ờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Howdy. Hãy nói với tôi về những chuyện xảy ra ở đây. Thanh niên này, tôi có một chút cái tuner ra ở đây. Là cái gì vậy? Rồi, tại sao bạn lại ở đây? À, thanh niên này từ nhà bạn có thể đến ha, không có vấn đề gì hết. Rồi, bạn có cần sự giúp đỡ không? Ôi, bấm đồn các bạn ơi, số 3. Rồi, có cần sự giúp đỡ không?
Ôi sao không được rồi các bạn. À nó kẹt nút rồi các bạn ơi, nó kẹt nút rồi. Rồi. Ôi, no visible. Bây giờ mình kiểm tra người thôi các bạn. Có hàng cắm thì mình bắt, còn không có hàng cắm thì mình thả đi thôi. Mấy vụ việc này xử lý nó cũng đơn giản lắm các bạn ơi. Chỉ có những thanh niên nào mà cố tình đến mình á thì mình mới đánh lại nha. Còn thanh niên này hèn quá. Wow, một túi chất lỏng nguy hiểm, hai túi cần sa tươi, một chiếc quần lót, một trái táo, một hộp bao cao su. Wow, buôn bán hàng cấm rồi các bạn ơi, buôn bán hàng cấm rồi. Rồi nhá. Đồ với mình nè. Ôi chạy 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 chạy. Có súng luôn, có súng luôn. Ui 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 ui. Chạy nè. Bắn rớt súng ra ngoài luôn các bạn. Rồi. Đứng yên nha, không được chạy nha. Nguy hiểm lắm á. Rồi các bạn coi kìa, bắn mình có một vết máu ngay đầu luôn. Nè, kiếm chuyện với mình nè, kiếm chuyện với mình nè. Kiếm vụ nữa các bạn. Cho vụ gì liên tục vậy? Rồi. Đứng yên nha, đứng yên. Đừng có chạy, đừng có chạy nữa. Thích đánh nhau đúng không? Hung dữ nè. Cầm súng đến mình là mình đã có lý do đánh lại rồi các bạn. Còn cái này mình cứ kêu đứng yên để mình kiểm tra. Trời ơi, còn cố tình đánh mình nữa chứ. Rồi. Hô hấp nhân tạo đó các bạn ơi. Trời ơi, mới đấm sơ sơ nhưng mà một vụt máu lên đáng rồi các bạn. Rồi, có gì tin người hay là không đây? Mình đánh nhẹ thôi các bạn, không sao đâu, chỉ ngất xỉu thôi à. Rồi. Đứng yên nha. Bắt luôn các bạn ơi. Đồ với mình nè, này thì đồ với mình nè. Để mình chạy thử một vòng bên bắt bò nha các bạn. Để xem là cái nhiệm vụ gì làm hay là không ha. Nếu như mà không có nhiệm vụ á thì mình sẽ kết thúc video nha. Rồi, gọi xe vận chuyển đến. Nhiệm vụ khá là easy luôn các bạn. Đây, mình chạy một vòng đi tuần tra đi. Nếu như mà có nhiệm vụ nữa thì mình làm. Còn nếu như mà không có nhiệm vụ á thì mình sẽ kết thúc video nha. Ôi, xe cảnh sát đây đang bắt người ta các bạn. Rồi, vận chuyển về đồn đi mấy anh ơi, vận chuyển về đồn đi mấy anh ơi. Ồ, các bạn coi con xe của cảnh sát miền quê kìa. Con Chevrolet Tahoe các bạn. Còn con mình chạy là con Ford Explorer ha. Rồi. Bye bye. Tiếp tục mình đi làm việc thôi các bạn ơi. Trời chiều rồi. Hình như hồi nãy mình quên phá thời gian hay sao á. Rồi. Ok. Để mình chạy một vòng đi kiểm tra các bạn. Rồi. Hình như là không còn nhiệm vụ rồi các bạn ơi, không còn nhiệm vụ rồi. Rồi, request cho nào mình quên. Mình phải request cho nào các bạn, xong rồi mình có nhiệm vụ mới nha. Mình mà để cái con nào này hoài á là mình không có nhiệm vụ mới đâu. Khu này thì khá là bình yên luôn các bạn, mình thấy một con xe nè. Một con xe đang lốp lốp hả? Có bắn tải các bạn ơi, có bắn tải. À, bắn tải này kiếm chuyện đúng không? Ôi, lốp lốp các bạn ơi. Rồi luôn các bạn. Ôi. Mình không bật được tiếng còi hú các bạn ơi. Buồn ghê luôn á. Mình phải bật tiếng còi hú kìa. Mình kêu thanh niên này dừng lại mới được. Bị cái gì vậy ta? Tự nhiên bị một cái kia gì nó phá rồi các bạn. Rồi đứng yên nha, đứng yên nha. Tấp xe vào lề nè. Rồi. Người ta bỏ chạy quá chừng luôn các bạn. Rồi. Xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe. Xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe. Xì dầu rồi các bạn ơi, mình bắn xì dầu rồi. Một vụ cấp xe nữa hả? Ui, còn chạy được các bạn. Mình bắn xì dầu luôn á. Nào 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 nào. Đứng yên lại nha. Mình bắn xì dầu rồi mà, sao còn chạy được hay vậy? Rồi các bạn coi kìa. Cái đường dầu nó trải dài vậy luôn á, vậy mà còn chạy được. Xuống xe nhanh lên. Trời. Này thì chạy nè. Rồi. Giơ hai tay lên và nằm xuống đất nhanh lên. Chạy với mình hả? Chạy với mình hả? Làm gì mà đốt lốt tùm lum tùm la vậy? Thấy cảnh sát lại tính đồ với cảnh sát hả? Khu này nó hỗn độn các bạn ơi. Rồi. Kiểm tra người luôn. Xong thanh niên này mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình làm được hết 3-4 cái nhiệm vụ rồi. Cũng khá là dài luôn. Ồ, một túi trái cây, một trái táo hả? Ôi không có gì hết. Thanh niên này tên là Danny Weston hả? Rồi, kiểm tra xe luôn. Ôi các bạn coi cái cửa phía sau nó mở được kìa. Đấy các bạn. Cái thùng bán tải đó. 50 chiếc đồng hồ.
Ui, buôn lậu rồi các bạn, buôn lậu rồi. Biết ngay mà. Chạy xe đốt lốp tính thách thức cảnh sát hả? Tưởng đó mình không tìm thấy hả? Rồi các bạn, mình xong nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Buồn ghê luôn á, rất tiếc là mình không mở được cái tiếng còi hú nè. Lúc trước mình vào mình chơi mình mở được các bạn. Mà tự nhiên bây giờ mình vào chơi mình mở không được nữa. Chán thật sự luôn á, buồn ghê luôn. À mình quên. Để mình mở cho khu vực này nó hoạt động trở lại các bạn. Mình một khóa như vậy hoài á, chỗ này nó kẹt xe chết luôn á. Rồi, và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video của mình đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Ngày hôm nay mình làm thám tử các bạn, nhưng mà mình chỉ xử lý được một cái vụ án mạng thôi. Nhưng mà nó cũng khá là ok luôn. Chỉ có là mấy Henry nhà báo các bạn, giết bậy giết bạ không à. Nói mình bắt nhầm người, mà rõ ràng mình bắt trúng người mà. Bà chị chỉ bị quan thì thả ra thôi. Còn ông chú kia hổ báo quá, mình đấm phát một, bắt vào đòn rồi các bạn. Vậy mà mấy Henry nhà báo giết điên giết khùng không, chán vậy luôn á. Ok, mình tạm biệt các bạn nha. Bye bye.